Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu sức mạnh của vị tướng Wyness, hay mình hay gọi là ma nữ các bạn, ma nữ cầm cung. Cầm cung ánh sáng nha. Rồi, muốn biết về sức mạnh của vị tướng này, trước hết ta sẽ vào dàn kỹ năng của nó. Mình sẽ đi từ đầu đến cuối. Kỹ năng đầu tiên của nó là kỹ năng Ultimate Until. Nó sẽ bắn một mũi tên chia thành nhiều mũi tên nhỏ, gây sát thương lan cho toàn bộ mục tiêu các bạn. Rồi gây sát thương nó sẽ giảm chính xác cho mục tiêu trúng phải. Và lưu ý cho kỹ năng này, nếu mà kẻ thù áp sát cô ta thì cô ta sẽ không thể sử dụng. Không thể sử dụng nha các bạn. Rồi, kỹ năng làm nên thương hiệu của ma nữ là mũi tên lửa. Này là thay vì đòn đánh thông thường thì nó sẽ rút ra một mũi tên lửa các bạn. Và mũi tên này sẽ có tỷ lệ là 70% rút ra được. Mũi tên này thì ngồi gây sát thương, nó còn giảm hồi máu và gây thiêu đốt nữa các bạn. Rồi mũi tên thứ hai là mũi tên sấm sét. Nó cũng có tỷ lệ là 70%. Ngoài ra thì mũi tên sấm sét này còn có khả năng là gây chóng và gây sát thương lan các bạn. Nếu mà kẻ địch dàn hàng ngang thì nó có thể gây sát thương 7 người cùng lúc. Rồi, kỹ năng thụ động số 3 là nó sẽ được tăng lên chí mạng 30% và độ chính xác tăng lên 160. Bây giờ chúng ta sẽ qua xích của em nó. Xích của em nó là khi nó đứng gần đồng minh thì nó sẽ được tăng lên 30% hiệu quả tấn công khi tăng mát các bạn. Ngồi ra thì nó sẽ có một tỷ lệ là rút hai mũi tên cùng lúc. Khi đồng minh hay cô ta sử dụng kỹ năng tối thượng. Và nếu mà các bạn muốn tối đa hiệu quả của cái này thì khi hầu bút nổ cho Wyness, bạn để cho Wyness bắn thường một cái, nó sẽ là hai mũi tên, sau đó các bạn anh tiêu. Rồi các bạn bắn thường cái nữa là sẽ được hai mũi tên nữa các bạn. Nhưng mà như vậy thì hơi rắc rối, nhưng mọi người hay để auto thôi. Rồi về nội thất. Khi các bạn được 3 hộp thì đòn tấn công đầu tiên chắc chắn sẽ rút mũi tên lửa và mũi tên sấm sét cùng lúc các bạn. Ngoài ra thì sát thương sẽ được tăng thêm 15%. Và chính hộp là khi bất kỳ kỹ địch nào bị tiêu diệt thì nó cũng sẽ rút mũi tên lửa, mũi tên sấm sét. Rồi các bạn thấy mạnh chưa ạ? Ngồi ra các bạn, Wyness thì mình sẽ dùng chung với nhánh cây hệ nhanh nhẹn. Đây các bạn, tốc độ của Dura. Ở đây thì chúng ta sẽ có các kỹ năng. Đó là khi sinh lực giảm xuống các bạn, này nó sẽ boost nó sẽ boost né đòn và tăng tốc. Rồi, cấp 10 mở khóa nè. Khi gây sát thương lên kẻ địch dưới 5% máu thì kẻ địch không thể né đòn nha các bạn, mà gây thêm 160% sát thương. Rồi mở khóa cấp 25. Nếu nhận được phước lành này mà gây sát thương cho kẻ địch chết thì sẽ được tăng lên 80% điểm nhanh nhẹn, tức là nó bắn như lên đồng đó các bạn. Ngoài ra,
Team của chúng ta, mình sử dụng team là sự kết hợp của những vị tướng sau đây. Mình sẽ giới thiệu sơ về team của mình nha các bạn. Các bạn thấy nó đánh không các bạn? Team Wayne của chúng ta thì sẽ sử dụng Athos là làm dàn trắng. Với Athos thì hàng sau sẽ được tăng cường tăng tốc độ tấn công. Ngoài ra nó còn boost thêm chí mạng nữa các bạn. Matrix thì sẽ boost cho team tấn công và hồi mana. Hầu sẽ boost cho Wayne của mình thêm lực tấn công. Ngoài ra thì boost mana, boost máu và ngăn cản kẻ địch áp sát nữa các bạn. Hầu có chiêu quét chổi các bạn, hất van kỹ thuật khi mà áp sát. Và team này thì dùng boost cho Wayne của chúng ta rất là nhiều. Chủ yếu là dùng boost cho em nó và dùng boost cho Faye ở sau để tiếp liên tục gây đam các bạn, và rút mana, rút máu của địch. Và team này thì mình đang gấp 3 lần lực chiến nha các bạn. Gần như là gấp 3 lần lực chiến. Nhánh cây mình chưa được 25. Nhưng các bạn có thể thấy nó bắn như lên đồng các bạn. Và mình xin giới thiệu cho các bạn team Wayne của chúng ta thì rất thích hợp để trị con sư này các bạn. Các bạn đỡ lấy Athos đứng chặn đầu con sư, rồi Wayne đứng xử hết hàng sau. Chỉ cần team địch không có bay nhảy giống như là Lyca thì mình sẽ dùng team này đi rất là tốt luôn. Mình chỉ để tốc độ là x2 thôi các bạn. Bạn thấy nè, hai mũi tên là đai con dê các bạn. Rút hai tên là đai con dê, sẽ có anti gần đai hàng sau rồi. Rồi. Con sư nó xoay tầm rộng thật đó chứ, nó xoay đứng đó mà xoay trúng luôn. Những đội hình này thì dùng tem này đi rất là hợp các bạn. Một mũi tên này rồi. À, với tem này thì mình sẽ phải đổi một chút nếu đi cho dễ các bạn. Bởi vì mình bị con già nó CC nó không dùng skill được. Và con ngựa của mình hiện tại khá yếu nên mình sẽ thay vào Rowan để nó chịu trách nhiệm bứt máu cho team. Nara thì có trách nhiệm là kéo già để cho nó khỏi nhiễu team các bạn. Còn Wayne sẽ xử con cầm súng trước, bị con đó gây sắc xương lan. Các bạn có thể thấy không, Nara của mình cảm giác như nó hơi lỗi á, tới ngưỡng hành hình rồi nhưng mà nó không kêu được các bạn.
kiểu anti của nó, ultimate của nó mình thấy nó hoạt động không tốt bằng Ezio. Nếu mà gặp Athalia thì theo thói quen của mình hay thả Athalia cho Rowan xử các bạn. Còn hàng sau thì vẫn để Wynette xử. Rồi nó xử Rowan sớm đó các bạn. Đó, các bạn có thể thấy là hầu hầu đá Athalia ra. Nhưng mà chỉ đá được 1 2 turn thôi các bạn. Cơ hội đã qua ải này là Rowan phải miễn nhiễm và tránh được đồ đánh của Atha thì mới qua các bạn. Rowan đang được bút thiên bởi Athos. Nội thất của Athos sẽ bút thiên cho đồng minh các bạn. Rồi không dọn cái con Safia là xong tem luôn. Mình biết ngay là xong tem mà các bạn. Thôi con Phi nó né đòn như lên đồng các bạn. Bạn có thể thấy là hàng sau của địch dê nè, với khá mạnh nữa, không thể làm gì luôn các bạn. Rồi đây Safia yên tâm rồi. Ví dụ nha bạn, team này có cái con tướng hệ sát này nó nhảy nè. Dùng Wynette thì hơi khó nhưng mà vẫn có thể dùng được. Không, khi bị áp sát thì Wynette của mình sẽ rất là tù. Nên đối với mình, trường hợp mà có tướng nhảy thì mình sẽ thả Nara. Nó nhảy tới sẽ bị Nara kéo lại các bạn. Con này là bị khách. Bạn xem này, nhảy đi đâu vậy bé? Tôi nó bị kéo lại nhưng mà con hầu của mình cũng bị đai các bạn. Ghê thật. Nhưng mà chỉ cần khắc trứng cho nó là được các bạn. Hỗ cho bay nhảy lung tung là được rồi. Con tướng hệ sát bay nhảy. Đó. Con tướng đó thì chỉ cần dùng Nara là được các bạn, cố chết nó lại. Tuy nhiên team này thì mình đã gặp Niru và những người bạn. Team này thật sự nếu mà dùng team Wynette thì qua không được. Mình sẽ bắt đầu đổi sang team
Aeron các bạn. Gặp con này và những người bạn thì thôi thua. Rồi thì mình lại tiếp tục gặp Aaron và những người bạn, tiếp tục xài Niru chứ bạn. Niru và những người bạn thì mình tiếp tục xài Aaron. Và Aaron của chúng ta là một vị tướng rất mạnh với CC, mạnh lắm các bạn. Hút nè. Xong rồi đẩy ra nè. Sẽ có đóng băng nữa các bạn. Cùng với đó là khả năng trừ giáp và né cao. Thì sống sót trong combat rất là lâu. Các bạn thấy nè, nó kéo lại nó chột chột mấy cái là ba con đó gần chết rồi. Rồi anh tiêu thì đóng băng luôn cả ba, sau đó chột thêm mấy cái nữa và né đồn rất là tốt. Tuy nhiên con Niru thì nó có kỹ năng hồi máu khi giết được địch, đừng để nó kêu được ai nha bạn, nó kêu được thì coi như hồi máu rất là ghê. Một là mình phải xử lý nó nhanh gọn lẹ, hai là nếu để nó sống thì tốt nhất là bạn nên đánh lại. Hôm bữa mình có nói là team mình có khả năng leo lên map 28 ngồi, thì mình sẽ cố gắng kéo team lên map 28 ngồi các bạn. Lại gặp bướm rồi. Một là mình gặp bướm, hai là vị trí của con nhảy này không có đẹp các bạn. Hành trình leo map này mình nói thật với các bạn, mình ngán nhất, ngán nhất luôn là mình ngán cái con bướm nhất các bạn. Thật sự là quá ngán con bướm. Và map vừa rồi mình gặp bướm, cách mình trị bướm là mình thả con bướm khác vô các bạn. Nhưng mà mình dùng mất tiêu rồi. Con này mình thả con bướm khác vô là chết nó thôi các bạn. Thank you.
Rồi hiện tại kẹt map thì chắc chắn chắc mình sẽ để đây các bạn. Mình sẽ đi kiếm một con bướm nữa. Kiếm một con bướm nữa và đi, mà chắc phải chủ nhật mình mới mượn được. Bướm mình thì hiện tại mình chưa nâng được các bạn. Mình vừa mới dồn phút để mình nâng cho thằng làng lên A rồi. Hiện tại mình đang thiếu phút và mình không nâng cho bướm được. Hay lấy con dê nâng bướm luôn các bạn, để dê đầy nhà hết. Thả dê chạy đầy nhà, lấy dê nâng bướm luôn, bướm bướm được lên đỏ các bạn. Rồi, qua clip thì tổng thể sức mạnh và điểm yếu của Ynet thì mình đã nêu cho các bạn. Các bạn có thể suy nghĩ chơi không nha các bạn. Vị tướng này, vị tướng cầm cung bắn rất là hot. Rất mê luôn các bạn. Các bạn nâng nhánh cây càng cao thì nó sẽ càng bá đạo. Về xích 30 thì các bạn có thể nâng. Rồi các bạn khoan nâng nâng con khác cũng được bạn. Team của mình thì đang còn khá thiếu sót. Này thì mới có xích chưa được xích 20. Chưa nâng được 30% đòn quyết định. Và hầu thì cũng chưa nâng được xích 20 các bạn. Các bạn có thể hiểu là thời tới nhanh quá, lúc thì không có vị tướng nào để nâng xích. Lúc thì đùng một cái quá trời con nâng xích các bạn. Mình phải dành sự ưu tiên cho một vài con nên mình bỏ qua. Ví dụ đây là sự ưu tiên của mình nè. Ưu tiên lên 30. Con này thì mình ưu tiên lên 20, nâng 30 luôn. Rồi, con này là con ưu tiên tiếp theo lên 30 các bạn. Mình sẽ cố sắn bộ sắm bộ đồ và lên 30 để đi boss kiếm nhiều nước nâng nhánh cây. Hiện tại mình đang khá hụt nước rồi. Và Lyca cũng mình được mình ưu tiên lên 20 trước các bạn. Hiện tại mình đang còn tham vọng mà nâng thêm con này nữa. Như vậy thì nó đang khá là thiếu xích, nhất là xích vàng, xích đỏ các bạn. Đây mình đang cần 1 phút nữa là mình sẽ lên đỏ được. Mình sẽ kiếm thêm một Vedan. Nhân tiện đây thì mình cũng vào tổng hợp xem thử là mình đã được bao nhiêu mảnh Ezio rồi các bạn. Rồi mình đã được 47 mảnh, mình có thiếu 13 mảnh nữa. Còn 19 ngày, hy vọng là mê cung sẽ đủ 13 mảnh nữa. Nếu mà đánh boss nó rớt ra được 3.000 điểm mê cung thì ngon các bạn. Mình sẽ cố gắng kiếm thêm cái điểm này nữa. Nếu kiếm được 6 điểm này nữa thì mình chỉ còn
7 điểm trong mê cung, 7 mảnh trong mê cung thôi. Nhân tiện đây thì mình cũng vào test nhân phẩm luôn. Để lâu ngứa tay các bạn. Mình lấy song sinh ra đi boss kiếm nước thôi. Dạo này thiếu nước quá. Song sinh ơi. Rồi không ra luôn các bạn. À, nhân phẩm đang xui. À, cái màu này không ra luôn rồi. Biết ngay mà. Mình đang thiếu một ít phút đi kiếm luôn các bạn. Nhân phẩm đang xui. Sao không có phút thẻ ánh sáng? Ừ, có luôn rồi nè. Ơi, phút thẻ thú không vậy? Team này hiện tại mình có thể nâng nâng sư lên đỏ để đi tháp rồi. Mình đang băn khoăn cái nên nâng gấu lên không để đi mê cung. Nâng gấu lên để đi vương quốc quỷ sáng các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hy vọng là video giúp ích được cho bạn trong việc định hình tướng mà các bạn chơi nhé bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào các video lần sau. Xin chào tạm biệt.